Chỉ có do cái cặp bánh thôi, nhớ còn khá là mới nhưng mà mình vẫn thay. Mới đây mà chạy 2.000 cây anh em, đẹp quá. Vũ vũ nó cho nó ra cái đó nha. Độc nhất có đẹp không? Hay rồi. Hay đúng không? Hay độc nhất mới luôn. Ừ. Là 65 cộng rất là, nói chung là vẫn còn nổ máy được. Chưa sao. Lên đây là xe chạy cục máy là không nóng luôn nha anh em. Lên đây là chạy là cục máy là không nóng luôn, nó ấm à. Cái này 68. Cái này 62, cái 68 bên đây. Cái này 68 y. Đó, cái này 68 nha anh em. À, 68 y xếp. Thì ở đây thì kế bên là sửa xe. À cũng chủ nhà luôn. Chiếc đó một chân lửa rất nắp phải không? Mình sẽ dẫn, mình sẽ review cho anh em xem cái dàn xe. Họ mình hứa là mình review thì phải review thôi. Chả kể anh em đây là quay. Anh em nào fan quay vậy xem cái thức này nha. Là quay 125. Đó. Một phong cách rất là đáng để anh em có thể học tập và dọn theo. Thì sửa xe là dọn theo phong cách là sinh viên. Đó, tiền không có nhiều nhưng mà dọn phải chất. Cái cặp lốc được sơn màu vàng đồng, màu vàng cát chứ cặp này gọi là màu vàng cát. Nó hơi có phủ xanh rêu nhiều hơn nên ánh vàng nó sẽ không được nhiều mà nó hơi sậm nha anh em. Về tông màu tối. Vàng áo á, thì vàng áo quay ếch. Đó, đầu quay ếch luôn. Quay ổ quay 125. Thì những cái đồ phụ kiện này nó khó mua nha anh em. Đó, cái cánh bửng được thiết kế là liền khối ở đây. Nó không có phải là như cái quay của mình á, bình thường ở chỗ này sẽ là lõm vô. Còn ở đây chúng ta sẽ liền khối xuống này luôn. Dàn áo này trước á, là màu đỏ thì đã được sơn xa thành màu trắng trắng sữa, mà này gọi là trắng sữa nha anh em. Cản này cản phiêu đó, đó là cản của chiếc phiêu 125 á anh em. Thì mấy chiếc nào mà anh em muốn chọn hay kiểu này thì anh em mua một chiếc phiêu phiêu 225 mà màu xanh xanh á đó. Đó, mấy hồi trước năm 2003, 2004, 2005 đó thì lúc đó mấy chiếc phiêu xanh xanh á anh em mua, anh em dọn thành xe này đó. Chiếc này với công lực là 58 dinh đô. Anh em thấy ở đây có một phần cái miễn chai màu trắng trắng á, che khuất ở trong màn tối, anh em thấy được đó. Với một cái cổ bô được mod lại đó, cái cổ bô này là cổ bô làm chứ không phải là mua nha anh em. Nếu anh em mua thì cổ này không có tồn tại trên trái đất đâu. Nó đi theo cái bô móc. Bô móc thì bô này được móc rất là êm nhưng mà vẫn thông. Khi mà chạy thì nghe tiếng rất là lực đó. Mình không có tiện test dàn hơi ở đây, thì xe bây giờ chiếc nào kêu cũng như cái máy chạy hết rồi anh em. Đó, đầu lòng rất là sạch anh em thấy không, đi tour nhưng mà xe lúc nào cũng phải sạch sẽ anh em thấy không. Đấy, đĩa là trước là sử dụng căm dẹp và sau căm dẹp. Đằng trước hắn đĩa, đằng sau hắn đùm. Căm của hắn đĩa là 184, hắn đùm á mà ông đa là 157 đó, chia sẻ cho anh em biết luôn. Đây là đĩa này là đĩa LS đó, mà Jin Hello thì là mình không tiện nói ra tại vì nó cũng giống y hệt nhau trơn anh em đó. Mà bát đĩa Nipsin đó, gắn heo là LS cho cái phục quay 110 đấy anh em. Thì mua một cộng trọn bộ như vậy anh em sẽ đỡ chế, nhưng mà cái này thì chắc chắn trước sau gì anh em cũng phải chế. Thì anh em có thể muốn chọn kiểu này anh em phải đầu tư cái đầu chút cho suy nghĩ. Ở đây sử dụng cái niền Excel đỏ, thì niền này anh em ít có chơi lắm tại vì mấy cái màu mà
Excel thì nó có đỏ, vàng, xanh, đen, trắng, cam. Đó, một làn màu luôn. Nhưng mà ít ai chọn màu đỏ lắm. Đa số là anh em sẽ chọn niền trắng. Niền trắng cho nó đẹp. Tại nếu mà anh em sử dụng niền đỏ thì rất là khó mà phối. Đây là phục IRX R-Series. Đó, R-Series thì nó là dòng sau cái dòng R-Sport. Thì R-Series sau đó là chúng ta sẽ tới R-Sport nha anh em. Đó, thì cặp phục này là giá nhiêu ta? 2 triệu 8 một cặp nha anh em. Nào cây 2 triệu 8 cây ăn cặp ạ. Sport có 5 triệu mấy? Đúng rồi. Rồi Series á, lại tính nói 5 triệu 8 á. Sport có 5 triệu mấy? Nhớ là R-Sport là 5 triệu mấy. Cái này R-Series. Đó, hàng chính hãng nha anh em. Nè, hàng chính hãng nhưng chúng ta chỉ được bảo hành bằng niềm tin thôi, chứ không ai bảo hành hết. Đây là dòng IXS, là dòng nhập khẩu sách tay từ Thái Lan nhập qua, chứ chưa có công ty chính thức nào nhập hàng cái này về Việt Nam để bán hết, nên chúng ta không có được bảo hành gì cái này. Đó, thì mấy chỗ bán thì thông thường người ta bảo hành 6 tháng á, là bảo hành vui á. Tại nếu có hư thì người ta sẽ bỏ tiền túi ra, người ta đền. Đó, chứ mấy cây này là không có được bảo hành nha anh em. Chừng nào anh em mua mấy cây mà được nhập khẩu chính thức, giống như điện thoại anh em mua có FPT nhập khẩu chính thức, hoặc là ô liền thì có Đại Hoàng Gia nhập khẩu chính thức á, thì anh em mà hư thì tới đó chửi tụi nó rồi tụi nó đền nha anh em. Đó, mà chuyện như mấy cây mà xịn hư thì rất là hiếm. Đó, nhưng mà chuyện gì trên đời này cũng hay xảy ra. Đấy. Rồi, giờ đạp chúng ta sử dụng giờ đạp zin. Lóc thì dùng ốc zin hết. Rổ thì đằng trước chúng ta sẽ có một cái rổ. Rổ này rổ quay S110. Đó. Rổ quay chứ, nó quay S110 rồi, quen ếch với 110 rồi. Khá là quen, nhưng mà cái rổ này á, thì anh em có thể mua thị trường giờ rất là tràn lan đại hải. 100.000 cái, 150 cái, 250, 300 tùm lum giá thôi. Đó. Nhưng anh em muốn cứ mua được cái rổ zin như vậy rất là khó. Thì rổ này thì rổ zin nửa lô anh em nhìn thì biết thôi, chứ giờ tôi không nói ra. Thì chủ xe dọn thôi, tôi không biết. Cái này rất là nhiều anh em chạy xe mà muốn có cái lỗ này thì đầu tiên anh em móc. Móc là cách lẹ nhất để có cái lỗ này. Nếu mà anh em hay thì chúng ta sẽ móc 3 cái thành vây cá mập rồi sẽ đẹp hơn. Còn anh em nào muốn gọn thì chỉ cần móc một cái thôi, rồi sau đó em sơn nhão lại. Đó, mình bài anh em nha. Còn anh em nào mà móc xấu là nguyên quan tới mình. Ok. Tem nè, tem zin nha anh em. Đó, tem zin. Anh em hỏi mình có bán này không? Có. Để đó, lúc nào review gì anh em vô hỏi. Anh em có bán cái đó không? Rồi, đè ấu lông mây nóc. Thì cặp này á rẻ anh em, còn mấy chục ngàn là chúng ta có một cặp rồi. Đó này à, nút đậy chặt te tăng sơn inox. Đó, anh em chạy quay nào mà dọn zin á mà ấn ốp chặt te thì mới có cái này, còn nếu không bình thường chúng ta không có. Đó, đa số anh em bây giờ là gỡ mấy cái này ra bỏ hết cho trống. Nhưng mà anh em dọn quay thì phải có những cái phần này để cho nó bảo vệ sơn lại thì nhìn nó mới giống dáng zin, mới đẹp. Rồi. Hết rồi, xe này có gì nhiều đi nói nè. Đó, vàng tem thì tem Thái nè, tem chữ Thái thì tem này có bán tại cơ sở của mình ha, 15.000 bộ, dán bích bùng luôn, dán mạch nhĩ. Còn anh em muốn mua tem zin thì chúng ta phải xăng, rất là cực. Xe này sử dụng nhất là Motul 300V, mẫu số 2. Đó, số 2 này nhớt nó màu vàng nha anh em. Đó, nó dòng có số 2 nhỏ, đây là nhớt màu vàng hay màu xanh. Đó, mình thì không có đổi nhớt này, tụi mình đổi nhớt màu xanh, như cái lon bên kia là màu xanh. Rồi, có một tin buồn với chủ xe lại chơi Đà Lạt xong biên nào làm nó lủng lỗ. Rồi, khá là buồn, yên rất là êm nha anh em. Đây, rất là êm, anh em thấy mình nhấn không? Tiếng tua mà sử dụng cái yên này thì rất là ok. Nhưng mà bây giờ nó lủng rồi, chủ xe vậy phải làm da mới, rất là buồn. Ok, tới đây được rồi anh em. Rồi mình phải dọn dẹp xe cộ này kia, ba la ba la ba la nữa. Bye bye.